Thân chào các bạn học sinh khối 12 của trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong. Rất vui được gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày hôm nay để đồng hành cùng các bạn trong tiết ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022. Trước khi bắt đầu vào nội dung buổi học của sáng thứ tư ngày hôm nay, chúng ta sẽ điểm lại nội dung buổi học sáng thứ hai chúng ta đã học được cái gì. Như vậy cô đã dặn các em là trong chuỗi 4 tiết học của tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập những kiến thức trọng tâm trong bài kiểm tra giữa học kỳ 1. Vậy thì ở tiết học trước chúng ta vừa mới ôn được cái gì? Ở tiết học trước chúng ta vừa mới ôn được cảm nhận về cái đoạn 1 của tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập, qua đó thấy được nghệ thuật lập luận trong văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không? Cô vừa ôn kiến thức vừa hướng dẫn thao tác làm bài rất là kỹ. Và ở tiết học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập một trong những nội dung trọng điểm trong chương trình kiểm tra giữa học kỳ 1, đó là ôn tập bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Như các em cũng biết, bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu dung lượng khá dài và được phân chia ra các khổ thơ rất rõ. Vậy thì một trong những khổ thơ đặc sắc nhất cả về nội dung và nghệ thuật trong bài thơ đó, đó chính là đoạn bức tranh tứ bình đó. Vậy thì hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập kỹ lại cái đoạn bức tranh tứ bình này. Cô nhắc lại, vì nội dung cái đoạn này có thể là các bạn cũng đã... Vậy thì nhiệm vụ các em hôm nay đó là gì? Dựa vào cái sườn mà cô trình chiếu ở trên bài giảng, các em hãy viết lại thành một cái bài văn hoàn chỉnh. Cô nhắc lại nha, có thể các em sẽ không cần ghi bài, nhưng mà dựa vào cái sườn này các em phải viết thành bài văn hoàn chỉnh và gửi về để giáo viên bộ môn của mình chấm và sửa nha. Như hôm nọ khi cô cho cái đề là cảm nhận về đoạn 1 trong tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó thấy được nghệ thuật lập luận trong văn chính luận, thì cô thấy được rằng là gì? Dù cô đã hướng dẫn rất là kỹ, cô hướng dẫn kỹ về kỹ năng làm bài, nhưng có nhiều bạn vẫn làm không đúng yêu cầu. Cô nhắc các em là tất cả những cái mà các cô trình chiếu ở đây chỉ là những kiến thức căn bản nhất. Còn về đề mà làm bài như thế nào, dẫn dắt ra sao cho đúng, thì các em phải lắng nghe lời của các cô giảng rất là kỹ. Các em vẫn chưa đạt được yêu cầu này. Phần mở bài vẫn có nhiều bạn chưa nêu được cái vấn đề nghị luận. Hay phần thân bài các bạn vẫn quên, ngoài việc mà phân tích cảm nhận đoạn một xong, các bạn quên mất cái ý của cô, đó là nghệ thuật lập luận trong văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những ý trọng điểm và đề bài yêu cầu. Đấy, thế thì cô nhắc các em những cái yếu tố như vậy. Làm là phải chuẩn, chính xác cái yêu cầu của đề, bám sát vào đề. Vậy thì hôm nay chúng ta đến với bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Cô đang trình chiếu lại 8 câu thơ được tạo thành. Mời các em cùng ôn tập lại 4 cặp câu thơ này. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh, dao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chúc từng sợi giang. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Thế bước trước khi là chúng ta bắt đầu vào cái nội dung cụ thể nha, bây giờ chúng ta cùng ôn tập trên màn hình cùng với cô nha, để xem các em nhớ bài như thế nào. Như các em đã thấy, trên màn hình của chúng ta hiện lên 8 câu thơ và tạo thành 4 cặp câu, được viết theo thể gì các bạn? À, lục bát đó. Vậy thì người ta nhận định đây là bức tranh tứ bình bằng thơ. Bức tranh tứ bình bằng thơ tức là 4 mùa, đúng không? 4 mùa của Việt Bắc. Vậy có những điểm cơ bản mà bản thân các em cần phải khái quát được, nắm được khi đọc đến 8 câu thơ này. Đầu tiên các em nhìn là cái thứ tự mùa ở đây không hề tuân theo quy luật của tự nhiên là xuân, hạ, thu, đông, đúng không? Chúng ta có mùa gì? Mùa đông. Sau đó chúng ta đến mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Đó thứ nhất, đó là cái quy luật mùa ở trong bức tranh tứ bình này. Và chắc chắn các em còn nhớ được rằng là gì? Tại sao Tố Hữu lại đưa ra cái hướng đi như thế này? Đều có dụng ý nghệ thuật. Bắt đầu bằng mùa đông với nhiều khó khăn,
gian khổ và kết thúc bằng mùa thu với ánh trăng rọi hòa bình. Rõ ràng, việc mở đầu bằng mùa đông và kết thúc bằng mùa thu của bức tranh tứ bình này mang một cái dụng ý nghệ thuật sâu sắc, đó là gì các bạn? À, bắt đầu những ngày tháng chiến tranh vô cùng gian khổ của dân tộc, nhưng với lòng quyết tâm, với ý chí kiên cường, với tinh thần đoàn kết của dân tộc, chúng ta sẽ kết thúc bằng cái gì đây? À, bằng chiến thắng, bằng hòa bình, bằng độc lập tự do. Đấy, đấy là cái vấn đề thứ nhất cô muốn các em nắm chắc khi bước vào cảm nhận về cái đoạn bức tranh tứ bình này. Cái thứ hai cô muốn các em nắm được đó là gì? Các em cứ để ý cho cô, ở bốn cặp câu thơ này cứ câu 6 chữ tả cảnh thì câu 8 chữ lại tả người, đúng không? Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, ngày xuân mưa nở trắng rừng, ve kêu rừng phách đổ vàng, rừng thu trăng rọi hòa bình. Tất cả câu 6 đều hướng về tả cảnh thiên nhiên. Và câu 8 đều cao nắng ánh dao gài thắt lưng, nhớ người đan nón chút từng sợi giang, nhớ cô em gái hái măng bục mình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung, đều hướng về hình ảnh con người. Cứ một câu tả cảnh, một câu tả người. Đấy, vậy thì đó là ý số 2 cô nhắc lại. Và ý số 3 cô muốn các em nắm được đó là gì? À, ở trong cái bức tranh tứ bình bằng thơ này, ở mỗi mùa, nhà thơ Tố Hữu không lựa chọn hàm làm chi tiết, mà gì đây? Lựa chọn cái chi tiết nào đặc sắc nhất, nổi bật nhất, đặc trưng nhất của mùa ấy trong năm ở Việt Bắc để đưa vào nhấn mạnh và miêu tả. Thơ lời ít mà ý nhiều, ý tại ngôn ngoài. Và rõ ràng việc mà lựa chọn được những cái điểm then chốt như vậy sẽ tạo nên cái điểm nhấn cho bài thơ của mình, đúng không các em? Rồi, chúng ta bắt đầu vào phân tích cụ thể. Mở bài. Cách mở bài là cái mà cô nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Hầu như ở mỗi một tiết kỹ năng, hay là ngay cả khi cô hướng dẫn về kiến thức, cô đều hướng dẫn là chúng ta sẽ sử dụng cái kiến thức nào để viết mở bài và viết mở bài như thế nào cho đúng. Như vậy là chúng mình có cái gì? Chúng mình có những ý cơ bản để viết mở bài là chúng ta có thể khái quát một vài điểm về tác giả, một vài điểm về tác phẩm. Rồi cái quan trọng này là chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có cái vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận này ở đề bài anh không được phép để thiếu. Thế nhưng hầu như nhắc nhiều như thế mà vẫn cố bạn vẫn sai. Như cái đề hôm nọ, vấn đề là cảm nhận đoạn 1 để thấy được nghệ thuật lập luận trong văn nghị luận vẫn chưa đạt yêu cầu. Vậy đề hôm nay của chúng mình là gì? Là cảm nhận về bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc. Rồi, với một cái đề như vậy thì chúng ta chú ý cho cô, chúng ta sẽ khái quát những điểm như thế nào? Chúng ta sẽ khái quát những điểm như thế nào? Các em quan sát trên màn hình thật kỹ. Đấy, các em nhìn nha, cô có 3 cái dấu cộng, đúng không? 3 cái dấu cộng. Dấu cộng thứ nhất, cô giới thiệu khái quát về Tố Hữu. Là một nhà thơ trữ tình chính trị, thơ ông luôn phản ánh những chặng đường đấu tranh gian khổ, song cũng nhiều thắng lợi của dân tộc. Rất là nhiều ý về tác giả, nhưng vấn đề là chúng ta lựa chọn đúng, chúng cái chi tiết nào mà chúng ta cần đưa vào đây. Ngắn gọn, chính xác, lấy điểm luôn. Cô nhắc lại, Tố Hữu là một nhà thơ trữ tình chính trị, thơ ông luôn phản ánh những chặng đường đấu tranh gian khổ, song cũng nhiều thắng lợi của dân tộc. Được chưa? Rồi, cô sẽ giới thiệu sơ lược về Việt Bắc. Việt Bắc là bài thơ xuất sắc của Tố Hữu, mang đậm chất dân tộc, tổng kết về cuộc kháng chiến anh hùng của dân tộc, đồng thời là lời tri ân sâu nặng về tình nghĩa cách mạng. Vậy cô đã khái quát sơ lược về tác giả, tác phẩm. Thế thì cái thứ ba là vấn đề nghị luận. Chúng ta sẽ làm với tác phẩm Việt Bắc. Chúng ta phân tích cái gì? Là chúng ta sẽ đi vào cái gì các bạn? Là bức tranh tứ bình. Bức tranh tứ bình được xem là những vần thơ tuyệt bút trong bài thơ Việt Bắc. Và tất nhiên sau đấy các em phải trích thơ vào. Nghiễm nhiên trong cái tiết học nghị luận về một đoạn thơ cô đã hướng dẫn rồi. Nếu như cái đoạn đấy mà dưới 10 câu các em nên viết vào sau ngay phần mở bài. Còn nếu như trên 10 câu thì chúng ta trích như thế nào? Chúng ta mở kép, chúng ta viết câu đầu tiên của đoạn đấy, xong rồi xuống hàng chúng ta chấm chấm, sau xuống hàng chúng ta viết câu cuối cùng của đoạn đấy, đóng hoặc kép lại. Đấy là quy luật trích thơ mà cô đã dạy rồi. Nào, một lần nữa quan sát lại toàn bộ cho cô cái mở bài. Hôm nay cô không đưa ra
mở bài gián tiếp, cô đi thẳng vào mở bài trực tiếp. Sau khi cô dạy và kiểm tra tiết học trước, cô thấy mở bài trực tiếp, tức là mỗi mở bài cơ bản nhất, các em chưa đạt yêu cầu. Vì thế cô sẽ không hướng dẫn thêm. Các em cứ viết đúng trước đã, rồi dần dần sau này khi quay lại học trực tiếp ôn tập, chúng ta sẽ học nhiều cái lỗi mở bài khác sau. Bây giờ cứ viết đúng cho cô đi. Đó, Tố Hữu là, Việt Bắc là, và dẫn dắt bức tranh Tứ Bình là. Đấy, đây là những cái ý cơ bản nhất. Và nhớ trích thở, nhớ phải trích thở. Rồi, đấy là phần mở bài khắc sâu rồi cô. Chúng ta qua phần 2 thân bài. Thế thì phần 2 nha. Thân bài, nhiều bạn rất mất điểm. Bởi vì sao? Không biết chia luật điểm viết bài. Các bạn vô thân bài, các bạn viết từ trên xuống dưới, viết nghĩ cái gì viết thế ấy. Không có. Chúng ta muốn đánh trúng vào đáp án, chúng ta phải chia luận điểm. Ví dụ như hôm nào, khi phân tích nghệ thuật lập luận trong văn chính luận ở đoạn 1, thì cô làm hai bước ở thân bài. Bước số 1 là cô phân tích đoạn 1, đúng không? Đoạn mở đầu, cơ sở lý luận. Ở cái phần đoạn 1 đấy, cô chỉ rõ là phải phân tích được cái gì? Được câu mở đầu hỡi đồng bào cả nước. Rồi cái thứ hai là gì? Là cái chân lý về quyền của dân tộc và quyền của con người. Cái thứ ba là ý nghĩa về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trích dẫn từ tuyên ngôn của Pháp và tuyên ngôn của Mỹ. Và câu thứ tư đó là, cái thứ tư đó là trích dẫn cái câu cuối cùng để phải phân tích, đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Có bốn ý, đúng không? Bốn luận điểm. Rồi sau đấy, qua ý thứ hai, lớn thứ hai của thân bài, là chúng ta sẽ chỉ rõ nghệ thuật lập luận trong văn chính luận, rõ ràng, logic. Anh phải viết được như vậy thì anh mới có điểm. Thế thì hôm nay tôi lại hướng dẫn vào thân bài khi phân tích bức tranh Tứ Bình. Tôi quay trở lại, tôi nhắc lại là gì? Ở phần đầu thân bài chúng mình có nên vào phân tích liền không? Câu trả lời của tôi là gì các bạn? Không. Ở phần đầu thân bài tôi luôn luôn nhắc các bạn là phải dành từ 5 đến 7 dòng, thậm chí 10 dòng. Để làm gì? Giới thiệu khái quát về tác phẩm, để cho người ta hiểu chung về tác phẩm chút. Bài thơ Việt Bắc được viết trong thời điểm lịch sử như thế nào? Đó là vấn đề thứ nhất có thể viết. Hay là gì? Cảm hứng, cái tình cảm ở trong bài thơ Việt Bắc là ra sao? Bài thơ Việt Bắc được viết nhân một cái sự kiện lớn, sự kiện cách mạng lớn, chính trị lớn, đó là gì? Các cơ quan trung ương đảng rời chiến khu từ Việt Bắc về Hà Nội, đúng không? Và cái tình cảm ở trong bài thơ Việt Bắc là tình cảm giữa kẻ ở và người đi. Ở đây, người ở đây là gì? Là người dân Việt Bắc. Và người ra đi là các chiến sĩ cách mạng về dưới xuôi. Anh khái quát lại cho tôi một vài điểm cơ bản về tác phẩm, sau đó anh mới bắt đầu vào phân tích. Tôi nhắc lại, những cái tôi trình chiếu ở trên này chỉ là kiến thức cơ bản. Anh muốn viết được bài hay, bài đúng, phải lắng nghe lời của cô giảng, bởi vì cô hướng dẫn kỹ năng rất là kỹ. Rồi, vậy thì sau khi bước 1 ở phần thân bài là chúng ta sẽ khái quát sơ lược về cái tác phẩm đấy, ngắn rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung chính thức mà đề yêu cầu là bức tranh Tứ Bình. Vậy chúng ta định hình, chúng ta sẽ phân tích như thế nào? Có 8 câu thơ chia làm 4 cặp. Mỗi một cặp câu là một mùa. Vậy chúng ta cứ đi theo luận điểm này. Chúng ta chia làm 4 luận điểm. Luận điểm 1: bức tranh mùa đông ấm áp và lắng dịu. Đó là luận điểm 1. Các em lưu ý. Nhìn lên màn hình dùm cô. Cô nhắc các em phần này, các em hãy quan sát và làm thành bài văn hoàn chỉnh. Đó. Vậy thì luận điểm 1 là bức tranh mùa đông ấm áp lắng dịu. Chúng ta nhớ là gì? Cứ câu 6 tả cảnh thì câu 8 tả người quá rõ. Cứ thế mà phân tích. Cảnh thiên nhiên chúng ta có gì? Rừng xanh. Trên cái nền rừng xanh đấy hiện lên nổi bật những bông hoa chuối đỏ tươi. Sắc xanh bao la của rừng núi điểm những bông hoa chuối đỏ tươi như bó đuốc sáng rực, xua đi cái lạnh lẽo hiu hắt của núi rừng, thắp lên ngọn lửa ấm áp, mang lại ánh sáng hơi ấm cho nơi đây. Còn hình ảnh con người đèo cao nắng ánh, dao gài thắt lưng, ánh nắng phản chiếu vào những lưỡi dao tạo nên vẻ đẹp lấp lánh. Như vậy chúng ta thấy, trước thiên nhiên bao la của núi rừng, con người trở nên kỳ vĩ, hùng tráng hơn với hoạt động phát nương, làm dẫy. Thiên nhiên dường như đang hô ứng để làm bật lên hình ảnh con người. Các em cùng ôn tập đoạn này.
cô sẽ nhắc thật kỹ phần kỹ năng, còn phần kiến thức là cô chắc chắn là bản thân các em phải nắm được rồi. Cho nên cô dành thêm chút vài phút cho các em khắc lại cái luận điểm 1, một cái bức tranh mở đầu, bức tranh tứ bình bằng một cái mùa đông ấm áp, lắng dịu. Rồi, các em chú ý cho cô thật kỹ giùm cho cô. Chú ý giùm cho cô thật kỹ vào. Rồi. Chúng ta thấy là gì? Con người được đặt trong một cái không gian thiên nhiên rộng lớn, bao la, kỳ vĩ. Nhưng dù đặt trong cái không gian rộng lớn đấy thì con người vẫn thế nào? Vẫn nổi bật một cách vững chãi, sánh ngang tầm vóc với thiên nhiên. Đấy, người vẫn là trung tâm của bức tranh. Đấy là cái luận điểm số 1. Chú ý giùm cho cô. Cái nét vẽ đầu tiên của bức tranh tứ bình, một cái bức khung cảnh mùa đông đẹp đẽ, tràn đầy sức sống. Bây giờ chúng ta đến với luận điểm số 2. Một bức tranh mùa xuân rực rỡ chói chang. Một bức tranh mùa xuân rực rỡ chói chang. Vẫn là câu 6 tả cảnh, câu 8 tả người. Tác giả lựa chọn chúng những cái điểm nổi bật nhất trong cái mùa đấy ở Việt Bắc để đưa vào. Chúng ta có mùa xuân hiện lên với cái gì đây? Mơ nở trắng rừng. Sắc trắng của hoa mơ, đặc trưng của núi rừng Tây Bắc vào mùa xuân. Sắc trắng ấy làm bừng sáng cả khu rừng, làm dịu mát cả tâm hồn. Đấy. Đây là cái sắc trắng của hoa mơ. Phải khẳng định đó là nét đặc trưng riêng của thiên nhiên Tây Bắc các em nha. Mỗi độ xuân về, một bức tranh mùa xuân viên mãn và tràn đầy sức sống, với sắc trắng của rừng mơ tinh khôi, trẻ trung thơ mộng. Cái đẹp, cái quyến rũ của thiên nhiên dường như được tăng lên bội phần bởi trầm trồ, bởi cái cảm xúc trầm trồ, ngưỡng mộ của tác giả qua cách sử dụng từ trắng rừng. Đấy. Vậy trên cái nền thiên nhiên đấy, con người hiện lên như nào? Những người đan nón chút từng sợi giang. Con người hiện lên một cái đôi bàn tay khéo léo, tài hoa, nhanh nhẹn, chăm chút, cần mẫn vào từng sản phẩm lao động. Đấy. Rõ ràng chúng ta cảm nhận được là gì? Bao nhiêu cái yêu thương, bao nhiêu cái ân tình của người lao động Việt Bắc đều gửi trọng trong cái hình ảnh khéo léo đấy, duyên dáng đấy. Người lao động hiện lên với một cái vẻ đẹp tài hoa, khéo léo, cần mẫn. Đây là vẻ đẹp của sự tài nghệ, thuần thục mà cũng hết sức giản dị. Đấy là luận điểm số 2, bức tranh mùa xuân. Mời các em theo dõi thật kỹ giùm cho cô. Mời các em theo dõi thật kỹ giùm cho cô. Cô dừng lại một chút để các em khắc sâu hơn cái bức tranh mùa xuân. Rồi. Chúng ta tiếp tục đến với luận điểm 3. Luận điểm 3 là bức tranh mùa hạ rộn ràng náo nức. Bức tranh mùa hạ rộn ràng và náo nức. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Vẫn là cảnh thiên nhiên trước. Cảnh thiên nhiên hiện lên như thế nào các em? Hình ảnh rừng phách đổ vàng. Hình ảnh ve kêu rừng phách đổ vàng. Rồi, chúng ta đi với cảnh thiên nhiên chất. Chúng ta thấy là hình ảnh rừng phách đổ vàng. Màu vàng rực của thiên nhiên dường như chuyển đột ngột qua từ đổ, động từ đổ nha, hòa quyện với tiếng ve kêu, khiến cho cảnh thêm sinh động, có hồn, tưng bừng hơn. Câu thơ ve kêu rừng phách đổ vàng gợi nhiều liên tưởng. Chúng ta có thể thấy là gì? Có thể nha, là màu vàng hòa quyện với tiếng ve kêu tưng bừng đầy sức sống. Cũng có thể chính tiếng ve kêu đã đánh thức rừng phách nở hoa. Chúng ta thấy ở đây là gì? Thiên nhiên có sự hòa quyện giữa sắc vàng của phách và âm thanh của tiếng ve, và cuối cùng tạo thành một cái không khí rộn lên. Âm
và màu sắc ở cảnh thiên nhiên này như thế nào các em? À, như cộng hưởng với nhau. Như cộng hưởng với nhau. Phải nói rằng là ở trong cái bức tranh mùa hạ, động từ đổ được tác giả sử dụng thật tinh tế và gợi lên sự căng tròn, tràn trề và cả nguồn sống dạo dực. Đấy, đấy là cảnh thiên nhiên. Thế còn con người ở trong bức tranh mùa hạ là như thế nào? Con người ở trong bức tranh mùa hạ ra sao? Nhớ cô em gái hái măng một mình. Nhớ cô em gái hái măng một mình. Con người vẫn tiếp tục ở cái trạng thái cần cù lao động, tuy xuất hiện một mình nhưng lại không có cảm giác buồn bã đơn độc, là bởi vì có sự đồng điệu hô ứng với thiên nhiên đang ở độ chín, độ đẹp nhất. Đấy. Như vậy là gì các em thầy? Con người vẫn âm thầm một mình lao động, Nhưng hình ảnh cô xuân nữ xuất hiện một mình không hề khiến cho chúng ta cảm giác là gì? Cô độc. Mà ngược lại, cái động tác hái măng một mình đấy gợi lên hình ảnh của cô xuân nữ đầy sức sống, chịu thương, chịu khó. Và nó gợi lên cho chúng ta càng suy nghĩ thêm về hình ảnh những con người Việt Bắc vẫn thế nào đây? Vẫn chịu khó, vẫn lặng thầm cống hiến cho đất nước, cho kháng chiến. Đấy, chỗ này làm sâu là phải như thế đây. Hình ảnh cô em gái ái măng một mình gợi cho chúng ta không chỉ là hình ảnh người lao động Việt Bắc, mà qua đó gợi lên cái sự âm thầm, cái sự cống hiến của người dân Việt Bắc cho kháng chiến, cho cách mạng. Đấy, chú ý giùm cho cô, khắc sâu chỗ này một chút nha. Khắc sâu chỗ này. Đấy là bức tranh mùa bức tranh mùa hạ. Chúng ta đi được 3 luận điểm về bức tranh mùa đông, rồi bức tranh mùa xuân và bức tranh mùa hạ. Một cái quy luật thơ rất là logic. Cứ câu 6 tả cảnh, câu 8 tả người. Và tác giả chọn chúng những cái điểm nổi bật nhất về cái mùa ấy trong năm để gợi rất là nhiều ý. Và câu 8 khi trả người thì chúng ta thấy hình ảnh chung con người được xuất hiện trong một cái tư thế, đó là cái tư thế lao động, hăng say làm việc, tư thế làm chủ núi rừng. Đấy chính là một cái điểm rất là đẹp, rất là sáng trong phong cách thơ Tố Hữu. Rồi, chúng ta đến cái điểm cuối cùng là bức tranh mùa thu êm ái và ngọt ngào. Đây là bức tranh mùa thu hòa bình. Những mùa thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Nào, cảnh như thế nào nào? Cảnh hình ảnh trăng rọi hòa bình, ánh trăng dịu nhẹ uyên ảo, gợi một không khí thanh bình và yên ả. Ánh sáng hòa bình gợi lên cái niềm vui và tự do đang lan tỏa khắp núi rừng Việt Bắc. Chúng ta thấy bức tranh thiên nhiên hiện lên rất là đẹp, trong một cái vẻ gì đấy nó êm đềm, nó mơ mộng, với ánh trăng tỏa sáng chiếu rọi khắp núi rừng. Hình ảnh trăng rọi hòa bình á, là hình ảnh gợi tới ngày mai tươi sáng. Có thể nói, có thể khẳng định rằng đây là một hình ảnh thơ được tạo nên bởi sự hòa quyện giữa cảm hứng thiên nhiên và cảm hứng lịch sử. Đấy. Mà biết là gì? Thơ Tố Hữu, một trong những đặc điểm trong thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị. Cái này là tiết về Tố Hữu riêng chúng ta đã có rồi. Và ở đây có khẳng định là gì? Cái câu thơ mùa thu trăng rọi hòa bình là một cái câu thơ thế nào đây? Hòa quyện giữa cảm hứng thiên nhiên và cảm hứng lịch sử. Đấy. Thế trên cái nền cảnh đấy con người hiện lên thế nào? Trên cái nền cảnh đấy con người hiện lên ra sao? Đấy, các em theo dõi trên màn hình. Hình ảnh con người với tiếng hát ân tình thủy chung. Con người vẫn say sưa cất tiếng hát mộc mạc và chân thành.
Ở đây hình ảnh con người được khai thác thông qua hình thức sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người dân Việt Bắc, đó là lối hát giao duyên, tiếng hát ân tình thủy chung. Như vậy, con người rõ ràng không hiện lên qua cái gương mặt, qua cái hình dáng, mà là hiện lên qua cái gì các em? Hiện lên qua tiếng hát. Mà cái tiếng hát đó là tiếng hát thế nào? Ân tình, thủy chung, lạc quan và luôn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Rõ ràng sự hòa quyện giữa cảnh và người trong bức tranh theo từng mùa đã nói lên nét đẹp tâm hồn của con người nơi đây. Đấy chính là luận điểm 4, bức tranh mùa thu êm ái ngọt ngào. Chú ý dùng cho câu, khắc sâu lại dùng cho câu bài. Thế thì cô trò chúng ta làm gì? Vừa mới đi rõ ràng 4 luận điểm chính mà đề yêu cầu là cảm nhận về bức tranh tứ bình. Nhưng khi phân tích thơ ở tiết nghị luận về một đoạn thơ, cô khẳng định gì? Nghệ thuật rất quan trọng. Nếu như ở tiết trước người ta chỉ rõ là gì? Anh chỉ phân tích đoạn 1 để làm rõ nghệ thuật lập luận trong văn chính luận, là anh phải chỉ rõ nghệ thuật lập luận luôn rồi đó. Thì ở đây dù người ta chỉ bảo là cảm nhận về bức tranh tứ bình, thì nguyên tắc khi anh làm bài, ở sau khi anh đi nội dung, anh phải chốt lại nghệ thuật. Tất nhiên trong quá trình anh phân tích nội dung ở trên thì đã có cái gì rồi? Đã có xen kèm nghệ thuật. Nhưng trước khi kết bài, cô vẫn yêu cầu có một cái đoạn viết về nghệ thuật, bởi vì đây là đoạn thơ vô cùng thành công về mặt nghệ thuật, kèm cái ý đặc sắc nghệ thuật. Nào, các em nhớ gì về đặc sắc nghệ thuật nào? Cái này được học rất là kỹ rồi, thử nhớ lại xem những cái nét nghệ thuật cơ bản là gì các em. Chúng ta thấy ví dụ nhỉ, bất cứ một cái đoạn thơ nào của bài thơ Việt Bắc chúng ta đều khẳng định được, đó là thể thơ lục 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 bát, rồi hình ảnh đối sự đối đáp này, ngôn ngữ trong bài thơ Việt Bắc rất là giản dị, hình ảnh thơ thì gần gũi, giọng thơ thì thiết tha. Đó là những cái nét chung mà khi em phân tích bất cứ một đoạn nào của bài thơ Việt Bắc em đều lấy vào được hết. Tôi nhắc lại, khi em phân tích bất cứ một đoạn nào của bài thơ Việt Bắc, em đều lấy được những nét nghệ thuật này. Và em viết được cái phần nghệ thuật này, em cảm nhận được cái phần nghệ thuật này ở phần cuối của thân bài, trước khi kết bài, bài của em rất là rõ ràng, gây được cái thiện cảm cho người chấm. Tôi đang hiện trên màn hình 5 ý về mặt nghệ thuật. Thể thơ lục bát thuần dân tộc, quá rõ. Sử dụng kết cấu đối đáp trong văn học dân gian, ngôn ngữ thì giản dị, hình ảnh thơ thì gần gũi mà tinh tế, giọng thơ thì thiết tha và đậm chất nhạc. Em khái quát lại như vậy giùm cô. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo. Bao giờ ở phần kết bài cô cũng sẽ nói hai ý. Cả cái đề, những cái đề trước này cũng thế. Một là gì? Em cảm nhận lại cái nội dung mà em vừa phân tích sơ thôi. Sau đó em đưa lên cái cảm nghĩ của em. Đấy. Sau đó em đưa lên cái cảm nghĩ của em. Nhiều bạn ấy mắc một cái lỗi này này. Cứ mải mê vào phần đầu, xong cái đến phần lúc mà đánh trống rồi đó, hết giờ, bắt đầu vội vàng viết kết bài. Kết bài bằng điểm mở bài. Mất điểm kết bài rất tiếc. Hai ý đơn giản. Đừng có để mình mất bài ở những cái nó dễ như vậy. Thế thì bài học ngày hôm nay cô khái quát lại là chúng ta cảm nhận về một cái đoạn thơ đặc biệt trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu, đó là đoạn bức tranh tứ bình. Bức tranh tứ bình bằng thơ, 8 câu thơ tạo thành 4 cặp lục bát. Vậy thì mở bài, nhắc lại, phải giới thiệu được về tác giả Tố Hữu, bài thơ Việt Bắc, và giới thiệu được về vị trí, cái cảm nhận, cái nội dung sơ lược về cái bức tranh tứ bình đấy. Sau đó trích thơ vào, bởi vì có 8 câu thôi. Thân bài, đầu tiên chúng ta sẽ khái quát sơ lược về tác phẩm, cảm hứng sáng tác và thời điểm sáng tác, nội dung sơ lược. Sau đó chúng ta đi 4 mùa theo 4 luận điểm mà tôi vừa mới hướng dẫn. Luận điểm 1, bức tranh mùa đông. Luận điểm 2, bức tranh mùa xuân. Luận điểm 3, bức tranh mùa hạ. Và luận điểm 4 là bức tranh mùa thu. Ở 4 luận điểm này đều có một cái quy tắc, cứ câu 6 tả cảnh, câu 8 tả người. Cảnh thì tác giả chọn những cái điểm trúng nhất. Mùa đông, mùa xuân,
hoặc một thu. Mùa đông với cái gì? Hoa chuối, hình ảnh hoa chuối trên cái nền. Rồi mùa xuân với hình ảnh hoa mơ nở trắng rừng, hình ảnh hoa kêu rừng phách đổ vàng của mùa hạ và ánh trăng rọi hòa bình của mùa thu. Cứ câu 6 tả cảnh thì chúng ta tiếp theo câu 8 tả người. Con người xuất hiện trong tư thế gì? Tư thế lao động, tư thế làm chủ. Rất đẹp, rất tỏa sáng, vững chãi. Đúng không các em? Đó. Và sau khi anh phân tích toàn bộ 4 đặc điểm rồi thì chúng ta chốt lại về mặt nghệ thuật của đoạn thơ này, rồi sau đấy mới kết bài. Và yêu cầu của cô ngày hôm nay, các em có thể không cần ghi cái nội dung trình chiếu, nhưng dựa vào nội dung trình chiếu này em phải làm gì? Em phải viết thành một bài văn hoàn chỉnh và gửi về cho giáo viên bộ môn của em chấm và sửa. Thế thì hôm nay cô vừa mới ôn tập nội dung thứ hai trong phần ôn tập bài kiểm tra giữa kỳ ngôn ngữ văn 12. Tiếp theo chúng ta tiếp tục ôn tập một đoạn trong chương thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điểm. Các em hãy cố gắng ôn tập thật kỹ, thật chắc để có điểm tốt. Vậy cô kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Cô chào các em, hẹn gặp lại các em và chúc các em sức khỏe.